Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thì hôm nay Vinh Gà Vlog có kiếm thêm được cho mình hai cây hoa hồng, đó là một cây Sapa. Đấy, cây cổ Sapa và một cây cổ Tường Vi nha các bạn. Đấy là hồng dây. Thế nhưng mà do khi mà đào ấy thì trời nó mưa cho nên bị vỡ bầu, thì hôm nay Vinh Gà tiện Vinh Gà trồng thì Vinh Gà sẽ chia sẻ cho các bạn luôn cái cách để trồng một cái cây hoa hồng vỡ bầu như thế nào để đảm bảo cho nó sống 100% là nó sống để mình không phải chết mất một cây hoa hồng mà mình yêu quý nha các bạn. Thì ở đây là mình phải chuẩn bị mấy thứ, đó là hai cái cây tre để cắm cố định cho cái cây hồng. Nếu các bạn có chậu thì các bạn chuẩn bị chậu, còn Vinh Gà thì chưa chuẩn bị được chậu cho nên Vinh Gà sẽ trồng nó vào trong cái bầu trước. Một thời gian nữa thì Vinh Gà sẽ chuyển nó vào chậu sau nha các bạn. Thì là bây giờ Vinh Gà sẽ review và chia sẻ cho các bạn cái cách trồng như thế nào các bạn nhé. Đây là phân gà mình đã ủ kỹ rồi nha các bạn nhé, với lại đất đỏ vườn này mình thôi chứ nó cũng không phải là đất gì ghê gớm đâu nha các bạn. Đấy thì mình sẽ trộn đều vào trong phân gà đấy để mà mình trồng cái cây hoa hồng. Đấy thế các bạn theo dõi video để biết thêm cái cách tỷ lệ đất rồi là trồng cây như thế nào. Một lần nữa là Vinh Gà cũng cảm ơn trước là các bạn đã theo dõi video của Vinh Gà. Đây là một cây Tường Vi nha các bạn. Đấy, đây là một cây Tường Vi này. Cái cây Tường Vi này thì là nó bị vỡ bầu, chỉ còn mỗi thế này thôi. Đấy, lúc mình đào thì nó vỡ bầu, mình đi đường xa về nó vỡ bầu như thế. Đó, và đây là một cây Sapa. Cái cây Sapa này thì lúc mình đào thì là cái do cái chỗ đất nó tơi quá cho nên là nó cũng không giữ được bầu. Đấy, còn giữ được đất đây nhưng không giữ được vào bầu nha các bạn. Đấy, thì đây Vinh Gà cho các bạn xem là cái đất nó bị vỡ ra như thế này này các bạn này. Đấy thì bây giờ Vinh Gà sẽ trộn là cái tỷ lệ đất, đấy, đất với lại phân gà lên trước ra, vì nếu các bạn mà đào một cái cây hồng mà nó già rồi á, cái rễ nó già rồi các bạn có thể cắt bớt rễ, thế nhưng mà Vinh Gà thì cái cây này nó còn non cho nên Vinh Gà không dự định là cắt rễ của nó. Các bạn cứ trộn đều phân, đấy các bạn trộn đều phân lên như thế này, phân gà với đất. Đấy, đã phân gà là một lần nữa nhắc lại với các bạn là hoa hồng thì rất hợp với phân gà, và cái phân gà là các bạn phải để hoai mục nha các bạn, đừng có cho vào ngay từ lúc đầu mà, hoặc là phân gà nó phải có chấu và để hoai mục. Đấy và đã được trộn với vôi bột, chứ các bạn mà cho ngay vào thì là nó hay bị sâu bệnh con cây, và nếu mà cái phân gà mà mới ở trong chuồng ra thì sẽ gây nóng làm cho cái cây hoa hồng của chúng ta nó sẽ bị nóng dễ và nó bị chết sót nha các bạn. Và một cái nữa Vinh Gà nhắc mọi người là khi mọi người trồng cây hoa hồng thì cố gắng là để hở cái gốc của nó đến đâu là tốt đến đấy nha các bạn. Thì Vinh Gà sẽ nhắc cái cây này ra, nó còn được bao nhiêu đất thì Vinh Gà lấy bao nhiêu đất này các bạn. Đây nó vỡ bầu hết như thế này thì Vinh Gà sẽ đặt nó vào trong này. Khi đặt cái cây hoa hồng vào trong cái bầu rồi nha các bạn, đấy thì cái cây hoa hồng nó lung lay như thế này thì các bạn là phải có một cái cây tre như thế này. Đây nha các bạn, đấy một cái cây tre như thế này. Tức là cái bí quyết mà với Vinh Gà là tất cả những cái cây khi các bạn trồng mới, từ cành chiết cho đến cây hoa hồng, cành dâm, hoặc là trồng cái cây hoa hồng bị vỡ bầu như thế này, thì các bạn đều phải là cái vấn đề mà cố định được cái cây nó là vấn đề quan trọng nhất, để mà nó quyết định cái yếu tố thành công khi mình trồng một cái cây hoa hồng dâm, hoặc là mình trồng cành chiết. Bắt buộc lúc nào các bạn phải có một cái cây cố định được cái thân cây để cho nó không bị lung lay, thì sau này khi gió máy rồi gà qué rồi các thứ là nó không thể nào làm cái cây của mình nó bị lung lay được. Đấy thì các bạn trước hết là các bạn phải cắm được một cái cây, đấy cắm một cái cây trước như thế này để tránh là khi mình cho đất rồi á thì mình không cắm được cái cây nó như thế nữa. Đấy thì khi mình đặt cái cây vào như này. Đấy, các bạn cắm một cái cây tre sát vào như thế nha các bạn. Đây. Vinh Gà sẽ quay sát cho các bạn xem. Đấy.
cắm một cái cây tre sát vào cái cành như thế này. Đấy, mình gà sẽ quay sang cái hướng này để cho các bạn nhìn rõ này. Đấy, mình gà sẽ đặt camera ở chỗ này để các bạn nhìn rõ là mình gà đã cắm một cái cây như thế. Khi đã cố để cái cây nó như thế rồi thì các bạn tiếp tục cho đất. Các bạn vừa cho đất, các bạn vừa lấy tay các bạn nén xuống một chút để cho nó chặt cái bầu đất nha các bạn. Vì các bạn trồng trong chậu thì nó dễ hơn, nhưng mà mình trồng trong bầu thì cái bầu á, là do nó mềm cho nên là nó sẽ làm lung lay cái cây. Thì mình cố định như thế này thì để là sau này khi mà mình tưới nước vào cái đất nó đỡ sụt đi thì cái cây hoa hồng của mình nó đỡ bị sâu gốc xuống, và nó sẽ cố định được cái gốc cây hồng để nó sống nha các bạn. Đấy, mình cho đất như thế này. Đấy, thế nha các bạn. Thì cái vấn đề quan trọng nhất mà Vinh Gà muốn nói với các bạn là khi các bạn trồng ở đây, các bạn trồng như thế này thì các bạn phải có được một cái cây để các bạn cố định. Chắc chắn là các bạn phải có một cái cây để cố định cái cây hoa hồng để cho nó giữ nguyên cái cây, nó không bị lung lay, sau này nó không bị lung lay gốc thì cái cây nó sống. Mà cái yếu tố quyết định nhất khi các bạn trồng cây là các bạn phải nhớ là khi trồng bất kể một cái cây mới nào, cây hoa hồng mới hoặc là một cái loại cành dâm, cành chiết gì, thì các bạn cũng phải cố định được cái cây hoa hồng nha các bạn. Các bạn phải cố định được nó. Khi các bạn cố định được nó thì chắc chắn là các bạn, cái tỷ lệ thành công của các bạn rất là cao. Thì các bạn phải cố định chặt cái cây hoa hồng của mình để cho cái cây nó không bị lung lay thì cái tỷ lệ thành công của các bạn mới cao được nha các bạn. Nếu mà các bạn còn để nó bị lung lay á, nó bị gió lay qua lay lại thì là nó sẽ, cái rễ non nó ra nó sẽ bị gãy hoặc nó bị thối thì nó sẽ không thành công như các bạn. Đấy, các bạn cứ buộc cho mình như thế, một cái ở sát dưới và một cái ở sát trên như thế này để giữ cái cây hoa hồng của mình nó cố định, thì đảm bảo với các bạn luôn là sống. Thì ở đây cái do cái cây của mình nó còn nhỏ non và cái mình vừa mới đào mình đem về đến nơi thì nó cũng không bị mất nước của cây nhiều quá, cho nên là cái rễ non nó cũng còn nhiều, rễ nhỏ nó còn nhiều, cho nên mình cũng không phải cắt bỏ và không phải làm cái gì nó khó khăn quá. Mình cũng không cần thuốc kích rễ cũng việc gì đâu nha các bạn. Nhiều bạn cứ bảo là phải có thuốc nọ thuốc kia, nhưng mà mình thì không có thuốc đâu. Mình trồng hoa hoàn toàn là không có thuốc, chỉ có mỗi dâm cành là có lúc thì mình cho thuốc kích rễ, còn nếu không thì mình cũng không cho thuốc kích rễ. Đấy, thì như thế là Vinh Gà đã trồng xong một cái cây Sapa, cổ Sapa này các bạn. Đấy, xong rồi các bạn làm như thế này, rồi các bạn tưới nước, tưới đẫm nước một lần nha các bạn. Các bạn tưới đẫm nước một lần để cho nó cố định cái rễ của cái cây hoa hồng ở dưới cái mặt đất mình đã vừa trồng hồi nãy. Đấy, các bạn cố định như thế cho mình. Rồi các bạn tưới nước một lần. Rồi các bạn để vào chỗ mát, chờ cho cái cây nó khỏe rễ thì các bạn có thể đem đi để ở chỗ nào theo ý muốn của mình. Các bạn đừng đem nó ra để ngoài nắng ngay, là nó cái rễ non nó còn chưa chịu được thì nó không nuôi được cái cây thì nó sẽ bị héo, bị chết mất cái cây nha các bạn. Đấy là những yếu tố mà khi mình trồng một cái cây hoa hồng bị vỡ bầu hoặc là cây hoa hồng dâm cành chiết mới thì các bạn phải làm như thế. Đây là mình cũng không lấy đất mới nữa, mình vẫn lấy đất cũ của nó luôn. Đấy, và mình trộn với cái phân gà của mình đã chuẩn bị sẵn đây. Đây, để mình trồng tiếp cái cây thường vi. Thì cái cây thường vi này của mình thì nó lại còn không có một dính một ít đất nào nữa đâu các bạn, nó bị rời ra hết rồi. Ở đây thì do là có lá tre nó rụng, nhưng mà cái lá tre này thì tốt, không việc gì đâu các bạn nhé. Càng làm cho xốp cái đất trồng của các bạn cũng như là ấy thôi, tại vì cái lá tre này nó cũng sắp mục rồi. Đấy, thì mình sẽ lại bốc đất vào đây. Thì cái cây thường vi này là do người chủ của cây cũ là người ta cắm được, cho nên là cắm dâm cành được, người ta dâm cành được thì mình xin, thì là người ta cho thì là người ta tặng mình này, mà mình mang về mình trồng. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem tận nơi là cái cây thường vi của mình là nó như thế này, nó chẳng còn tí đất nào cả các bạn. Nếu mà các bạn mà yêu quý thì các bạn hôm sau mình sẽ review lại cho các bạn xem là mình trồng cái cây sống. Hiện tại bây giờ nó chỉ có thế này thôi nha các bạn, nó không có gì cả. Đây nha các bạn, vỡ bầu hết như thế này nha các bạn. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ trồng cái cây thường vi này đến đây. Mình trồng đến cái chỗ nó có rễ này thôi. Mình cũng không để nó sâu quá, vì là
nếu nó sâu quá thì cái bầu của mình hoặc cái chậu mình sẽ không nổi, hoặc là mình sẽ uốn cong cái rễ nó đi đấy để mình trồng. Và mình cũng lại, khi mình đặt cái cây vào được như thế này rồi thì mình lại cắm cố định, mình cũng cắm một cái cố định một cái cây như thế này. Nhưng do cái cây này là nó không còn miếng đất nào cả, chính thế cho nên là mình sẽ buộc trước nha các bạn, buộc trước, mình sẽ buộc trước cái cây đã, xong mình sẽ cố định cái cây trước, trước khi mình cho đất vào. Vì là mình có hơi uốn cái rễ của nó một chút để cho nó nằm gọn ở trong cái đấy. Các bạn cắm cái cây, các bạn cố định trước như thế này, rồi các bạn bốc đất vào. Các bạn làm những thao tác y như là khi các bạn trồng cái cây hồi nãy mình làm, các bạn cũng dí đất như thế, dí chặt. Chủ yếu là để cho các bạn dí như thế là để cho cái đất, khi mình đất mới của mình này vào, nó cố định được cái gốc cây hoa của mình trong khi nó đang bị tổn thương, bị vỡ bầu nha các bạn. Đấy là các bạn vẫn phải làm các cái bước y như mình làm như thế để cho cái cây nó cố định và nó không bị lung lay. Khi cái cây không bị lung lay, khi rễ non nó ra là nó không bị dập nữa, nó không bị gãy nữa thì cái cây của bạn chắc chắn sẽ sống. Đây là cái cây tường vi này của mình, là gốc nó hơi sâu cho nên mình cho đất nó hơi đầy nha các bạn. Đấy thì mình vẫn để lại một ít để mình khi mình tưới nước là còn có chỗ để nó chứa nước và tưới vào trong cái gốc cây nha các bạn. Và khi mình cho đất sâu thêm xong như thế rồi, mình nén như thế này rồi thì mình sẽ cố định thêm một cái dây nữa ở trên này. Đấy là chắc chắn là cái cây của mình nó sẽ cố định, nó giữ được cái thân của nó thì là đấy. Thì cây tường vi này do là nó là một loại hồng leo cho nên là mình cắt nó hết những cái cành này đi, bớt đi của nó đi để cho nó đỡ vướng, và đồng thời là do cái bầu của nó vỡ cũng nhiều thì mình sẽ cắt bớt cái cành này như thế để cho nó còn có cái rễ, cái nó còn giữ được cái sức để nó ra cái rễ mới để nuôi cành nha các bạn. Bây giờ nó vỡ bầu quá thì nó không có đủ cành. Riêng cây Sapa thì mình còn, vì Sapa bản thân của nó rất là khỏe, thứ nhất là nó rất là khỏe và cái bầu nó vỡ chưa đến mức như cái cây tường vi này. Thế là cái cách giới thiệu của mình trồng một cái cây hoa hồng bị vỡ bầu. Chúc các bạn yêu hoa hồng và đam mê hoa hồng có được những cây hoa hồng mình yêu quý nhất và đẹp nhất. Một lần nữa Vinh Gà cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Vinh Gà, và nếu mà mọi người thấy hay thì like rồi chia sẻ giúp Vinh Gà để Vinh Gà có thêm cái động lực làm những cái video mới cho các bạn, và nhấn đăng ký kênh rồi nhớ nhấn chuông để theo dõi những video mới của Vinh Gà ra nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn. Đây.